chim lên rồi, nếu là một con cả đầu tiên anh em lên server vào thương chim ta sẽ kéo xuống đây chim net em sau một cô gái à. Login cái tài khoản chim. Kể toàn ra cái không sầm lô phải đúng quá thì chưa học nhà cả. Ví dụ như mình làm con game Dota Underlord nha. Ta cài vô nha. Đó, tải cái game này xuống. Giờ sẽ xuất xuống 5 phút. Cái game này nha. Xong rồi đây. Nó hiện ra cái con ngoài đất top. Và tạo một cái con ở tên y vậy luôn. Và online game này. Đấy. New order. Để ta lừa lót. Đây. Giờ chúng ta sẽ tìm làm thêm một cái bước tạo file SE. Đây. À, đây mình có cái link đây link web để tải cái tải cái shop bắt Dota nè đây tải về cài đặt bình thường thôi cứ net tới thôi. Ok xong rồi cài xong nó sẽ ra được file này rồi chúng ta sẽ copy cái mẫu mình để sẵn ví dụ như anh em bộ g o h của z thì sửa cho đúng vị trí nha đó xong bây giờ chúng ta sẽ đi từng file ta đây anh nó ra như vậy chúng ta sẽ chọn cái icon để file ta nè giờ ví dụ như Dota Underlord bng đi tải file bng icon đi cho nó ra cho đẹp đây ví dụ như này anh ta tướng lồn nghi rồi mình đã né đéo kịp lưu cái ảnh này về bng này rồi tiếp theo sẽ vào cái đường dẫn này để convert file icon nha đây này cái file mới tải về này. Tôi sẽ convert về icon này và convert này để tải cái file này về này. Đặt tên nó thành icon luôn đưa ra ngoài desktop thì dễ làm bây giờ chúng ta sẽ chọn cái file icon đó nha đó. Xong rồi chúng ta sẽ bui thành file te nha đặt tên nó là room game chấm te chẳng hạn rồi ok đây nó sẽ ra file này copy hai file này cái con là file này lên luôn copy lên server bỏ vào đây à. Sau đó chúng ta mở cái z lên chúng ta thêm game vào ta sẽ kéo thả cái run game vào đây à đã thêm đồ tan và lót thành công rồi ta sẽ có cái hàng cũ này à. Giờ chúng ta sẽ thử nghiệm nha khởi động về máy đó thì đơn giản thôi cái mẫu này mình sẽ để sẵn ở trên đây nha đó. Ví dụ như anh em mẫu GOH thì tùy sửa theo tùy ý nha chờ máy lên á đơn giản à anh
xe dọc đi không? Đây nó sẽ có đó nè, ở dưới cuối cùng mà à, chúng ta sẽ vào test thử luôn. Lần sau trên server update game nên em cứ mở cái file stream nó lên, lock view tài khoản vào là được. Bây giờ đã có nè, à, play được rồi nè. Là cái menu game nè. Nó chỉ có vậy thôi à, mình... Đúng rồi, em nhận lập thành công nha.